Dạ vâng, lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì khu vực các bác còn khai thác mật nhãn không? Em ở Bắc Giang thì mật nhãn đã hết rồi các bác này. Đấy, nay thì xuống trại ong kiểm tra ong cũng như là dồn ong để chuẩn bị đi khai thác mật rừng. Đấy, nhãn năm nay thì mất mùa hoa cũng như là mất luôn cả mùa quả luôn các bác. Đấy, nó lở thì lở đúng cái đợt là mưa kéo dài. Đấy, một tuần rồi. Đấy, coi như là lụi hết đi. Đây là những cây nhãn ở trong khu vực em để ong đây. Đấy, khu vực ở trước mặt đây rất là nhiều nhãn nhưng mà năm nay coi như là hỏng hết rồi. Mật nhãn này thì năm nay quay được có một vòng thôi các bạn. Đấy, một vòng mà sản lượng mật nó cũng không tốt như mọi năm. Đấy, trông chờ nhất vào cái mật nhãn này thì năm nay thì coi như là mất mùa rồi. Thì bây giờ chuyển lên rừng để lấy cái thứ nhất là lấy những cái nguồn phấn rừng để cho đàn ong lên và cũng như là khai thác mật rừng luôn. Tránh cái tình trạng là để ong ở trại là phải nuôi ong. Thì đối với cái đàn ong đi khai thác mật rừng thì thường thường là ở bên trại ong nhà em là để là ít nhất là phải 3 cầu trở lên. Để 3 cầu và đang muốn lên 4 ấy. Còn ví dụ những cái như cái đàn này, 4 cầu này. Đấy, đàn này là phải cho đi này. Đây các bác này. Đấy, đàn này. Đấy, những cái đàn này thì sau chỉ việc ghim lên là đi thôi. Đàn này thì về cái xe lượng quân của nó thì cũng khá là đông. Đấy, còn ví dụ như những cái đàn bên đây, đàn đây. Đàn này cũng là đàn 4 cầu đây. Khả năng là vẫn còn mật các bạn, thấy ong nó tràn ra ngoài nhiều này, chắc là nhiệt độ bên trong nó khá là nóng. Thì bây giờ em sẽ kiểm tra đàn này nhé, để cho các bác cùng xem. Đây là cái đàn ong mà đi khai thác mật rừng này các bác này. Đấy. Các bác có thể thấy là quân nó rất là đông. Đấy, đây là ván ngăn này. Đây là ván ngăn nhé các bác nhé. Đấy, ván ngăn cũng rất là đông rồi, nó tràn hết ra ngoài mà. Hiện tại thì thời tiết ở Bắc Giang nắng nóng các bạn. Đấy, nhiệt độ lên rất là cao. Hết mật rồi các bạn. Cầm cầu nó nhẹ lắm, không có một tí gì cả. Phấn đắp nói chung là phải dã man luôn các bạn. Đấy, kích thích ong đẻ. Phấn đắp đắp theo loạt như thế này các bạn này. Đây. Nó theo vầng này. Không còn mật các bạn. Hết mật nhãn rồi, coi như là cũng là hết nguồn. Thì bây giờ đi khai thác mật rừng thì vào khu vực rừng ấy nó rất là nhiều những cái nguồn hoa cho mật ở cái vụ hè này, đấy, tháng 4, tháng 5. Đấy, xong khai thác mật rừng rồi thì là quay về là khai thác mật bạch đàn. Đấy, nó là cái những cái khai thác những cái nguồn hoa cuối cùng ở ngoài miền Bắc. Đàn này đi khai thác thì sản lượng mật ví dụ như lên mật rừng ấy. Lơi nó nhiều nguồn thì ví dụ đàn 4 cầu này mỗi một lần khai thác là được 1 lít đó, cho tới là trên 1 lít các bạn. Đấy là so với mọi năm nhé. Nhưng năm nay thì em cũng không biết được. Ví dụ mà điều kiện thời tiết nó thuận lợi cũng như là cái con ong rừng nó ít ý. Cái con ong rừng nó ít thì nó không phá ong của mình. Thì mình ong của mình nó sẽ khai thác mật rất là tốt. Chỉ sợ là cái ong con ong chân vàng ấy, cũng như là ong đất ấy, nó ra nhiều ấy, nó phá thì lúc đấy là rất là vất vả. Đấy, mùa này thì các bác nuôi ong thì lên sắm cho mình là cái máng mỏ vịt nhé. Máng mỏ vịt cho ong uống nước trực tiếp. Nếu mà các bác đi khai thác mật rừng ấy, thì các bác cho ong uống nước trực tiếp luôn ở trong trong cái thùng này. Đấy, cái thứ nhất là để tránh cái tình trạng con ong nó phải đi kiếm nguồn nước xa. Đấy, còn ví dụ để rừng thì nó rất là nhiều những cái loài nó bắt ong, ví dụ như con chim này. Đấy, hoặc là những cái con ong rừng nó phá thì các bác cho ong uống nước trực tiếp luôn thì nó đỡ tránh cái tình trạng nó phải đi lại nhiều. Đây là cái cầu tiếp theo. Đấy, các bác có thể thấy là ong rất là đẹp. Đấy, đánh xong những 4 vòng vải, 1 vòng nhãn thì ong nó vẫn được như thế này, là năm nay là ong rất là tốt này các bạn này. Đây. Nói chung là ong chúa bắt đầu lại thấy đẻ thêm rất là nhiều. Đấy. Cứ lở xong lại đẻ, lở xong lại lở, đẻ. Ví dụ như đàn này thì bây giờ là đang phải lên 5 cầu rồi này các bạn này. Đấy, bởi vì khi mà thời tiết nó nắng nóng như thế này ấy, cũng như là cái nguồn khi mình đi khai thác mật rừng mà không cơi nhiều cầu ra thì cái nguồn mật ở bên trong nó rất là nóng. Đấy thì con ong nó sẽ chia đàn. Đấy, nếu mà tướng quản quân không tốt mà mới gặp thời tiết nắng nóng như thế này, mình không lao cầu thêm vào ấy, thì cái tình trạng chia đàn xảy ra rất là nhiều. Đấy, một video thì cũng xuống trại ong để thăm cái đàn ong và cũng ghim đàn ong để chuẩn bị chuyển đi vùng khai thác mật mới. Đấy, bác nào xem được cái video này thấy hay thì các bác hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh. Đấy, đối với bác nào mà cùng đồng nghiệp nuôi ong đấy, thì các bác đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục đón xem những cái video khai thác mật rừng. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.